Thái Dịch Lý Đông à, để chỉ đường lối cho vào công tu dưỡng mới và thắng nghĩa mới các đồng chí giữa cái học thuật mê cùng là Mirinzer, đó sao không khỏi có cái cảm giác là mình chỉ là kẻ môn tường chi ngoại. Cần yếu là phải đưa chùm chìa khóa cho ai nấy đều được đăng đường nhập thất, nắm giữ lấy cái nút của thắng nghĩa mới đó, nghĩa là thông tỏ được cả một văn hóa thể hệ và một sinh mệnh sự nghiệp mới của hiện đại và tương lai. Thắng nghĩa lý tắc. Lý tắc là khoa học tìm tòi, nắm giữ và vận dụng những cơ sở luật tắc thống nhất cho tự nhiên xã hội và tư tưởng vận động. Lý tắc tức là trung tâm của triết học thể hệ và sinh mệnh hệ thống. Nó đồng thời là bản thân của tự nhiên, xã hội và tư tưởng thống nhất trên một cơ sở nguyên lý thống nhất. Duy tâm triết học tỏa ra hình thức lý tắc khô khan, phiền toái và ngưng trệ. Duy vật triết học vận dụng cái biện chứng lý tắc trong buồng thí nghiệm khoa học, không phải là trên bản vị loài người và nuôi người như muối và sắt. Ngoài ra, nhân minh học Ấn Độ chỉ là một thứ danh học lý tắc nominalisme, phép tam quy của nhà Phật lại là một thứ quan tượng lý tắc, quietisme. Khoa thần quan và vật quan của Tống Khang tiếc là lối của dân sinh triết học, nhưng tiếc thay một mặt trên cái triết học thể hệ đó, người sáng tạo ra nó suy diễn ra, biến nó thành một số học lý tắc, logistique, lại như các nhà kiên bạch dị đồng, cũng không ngoài cái phạm vi của phiền tỏa học phái Steeler-Stique. Tuy nhiên, những khoa học Đông Tây kia không phải không cống hiến về nội dung hay hình thức, và nguyên lý hay phương pháp không ít cho loài người. Nhưng đi với văn minh mới, với những con người có những bộ óc mới không thể, không đem cái ngành ngọn kia hấp thụ lấy cái tinh khoa thuần túy và những chân lý cộng thông, tất cả cần phải cải tạo lại. Thắng nghĩa, trong sự hình thành một văn minh thể hệ mới và sinh hoạt sự nghiệp mới, mạnh bền hợp lớn lao và khó khăn này, trước hết nhận chân các tiền đề sau đây. Một tự nhiên, xã hội và tư tưởng thống nhất. Luật tắc của ba phạm trù đó cộng thông với nhau và là một sự vận động, kết hợp, lưu hành và diễn tiến của ba là thống nhất, đó là căn bản nghĩa. Hai đạo học, khoa học và sử học thống nhất. Khoa học tìm tòi sự thực trên tự nhiên. Đạo học tìm tòi cái trung tâm vận động của xã hội trên tâm lý, luân lý, triết học, lý học ở thâm đáy loài người, nó là suy động lực, mà sử học thì tìm tòi những quy luật vận động của xã hội trên sự quá trình cổ kim hiện tại và tương lai, văn minh của loài người do ba mặt đạo học, khoa học và sử học chứng minh và khai quát bằng những nguyên tắc và sự thật của nó. Nên muốn tìm tòi, bả ác và vận dụng cái then chốt của văn minh, của sinh mệnh nhất định phải thống nhất ba môn học ấy lại, mà thích đáng tung hợp lại thành những nguyên lý và luật tắc làm nhận thức cho xã hội loài người. Đó là căn bản học. Ba bản thể luận, nhận thức luận, phương pháp luận thống nhất. Triết học có ba bộ phận cần yếu và nền tảng. Bản thể luận suy có những nguyên lý và cứu cánh của sự thực với bản chất. Nhận thức luận nhận thức cái quan hệ của tư tưởng với sự vật, tâm với xác, tinh thần với vật chất, chủ quan với khách quan, loài người với vũ trụ. Phương pháp luận suy cầu những đường lối, cách thức đưa dắt tư tưởng và kiến lập tư tưởng. Khả thị ba cái là thống nhất trên cái nền tảng tự nhiên, xã hội, tư tưởng thống nhất. Đó là căn bản luận. 4. Duy tâm, duy vật, duy sinh quan thống nhất. Duy vật quan quá thiên về vật chất là chí thượng, trái lại duy tâm lấy tinh thần làm nguyên động lực. Duy sinh triết học triết trung dung tục quá, chỉ có bình diện, mà không có lập thể và các hàng trần duy sinh là một thứ nhị nguyên luận chật hẹp, gấp chấp, không có độc đặc tính. Khả thị duy tâm, duy vật với duy sinh đều là những xu hướng giải quyết sự sinh, tồn, tục, tiến, hóa của loài người. Nếu thấy được cái chân lý căn bản đó thì tâm, vật, sinh đều bình hành thống nhất được cái chủ đạo của nó là căn bản quan, dân sinh thực hiện quan. Trên những nhận thức nền tảng kia, ta sẽ đi sâu vào bản thân của thắng nghĩa triết học, cầm lấy cái đầu mối của nó. Ai chỉ có đạo kỹ là tự kỷ nguyên nhân, là vô sai biệt phạm trù. Đạo kỹ là sự trông về trước, ngoái về sau, đứng vào lập trường của loài người tìm đường đạo. Nó khinh thị nhất nguyên với nhị nguyên, chừng như với vô cực. Tự nó là thời gian với không gian trong cái khoáng trương và khai tích của trí thức, của sống còn, của thiết thực và khoa học. B. Tinh thần với vật chất là hỗ tương nguyên nhân. Tinh thần với vật chất, nhiệt với thành, tâm với vật, thế với dụng, tính với tình, biết với làm, năng với lực, chất với lượng, tất cả những tương đối phạm trù đó, suy động lẫn nhau mà sinh ra vận động với kết hợp. Đó là chân ý nghĩa của sinh mệnh, tinh thần cần đầy đủ và dịu dụng, vật chất cần phải bền chặt và linh hoạt. C. Vận động với kết hợp hỗ tương nguyên nhân, suy động thành vận động. Vận động là nguyên nhân của kết hợp. Mục đích và kế hoạch của vận động là kết hợp vì vũ trụ không thể có thượng quy, sinh mệnh không thể có định thông. Kết hợp tức là pháp thể hợp tường. Đã có kết hợp thì cái kết hợp đó phát sinh một đối lập thống nhất và quân hành trạng thái để đến một hướng tâm vận động, sinh mệnh chủ ngã, và một hướng thượng vận động hoạt động thực hiện đồng thời từ cái thể kết hợp đó, phải tự ký vận động mà lại là nguyên nhân của vận động. Đó là chân ý nghĩa của sinh hoạt. Vận động cần phải chính thượng và kinh hằng, kết hợp cần phải thích tính đặc vị, tận phần và hợp lý. Khác với những cái đó là ngẫu nhiên, nghĩa là bệnh thái và phi thường thái, không thể lấy bệnh thái và phi thường thái mà cho thường thái một luật tắc đặc biệt. Đề bản vị và cơ năng hỗ tương nguyên nhân. Do vận động và kết hợp hỗ tương nguyên nhân mà sản sinh ra lẽ bản vị và cơ năng hỗ tương nguyên nhân.
Từ vận động đi đến kết hợp sẽ đi đến bản vị. Hữu tinh tức là bản vị hình thành, cái bản vị đó là những thành phần và bộ phận. Mỗi thành phần và bộ phận chịu chung cái hướng tâm xu thế và mỗi đảm nhiệm một tác dụng, nghĩa là thành một cơ năng. Bản vị là nguyên nhân của cơ năng, đồng thời cơ năng lại là nguyên nhân của bản vị. Đó là chân ý nghĩa của sinh tồn. Bản vị cần phải hiệp điệu và thống nhất. Cơ năng cần phải phân công và hợp tác. D. Hữu tương nguyên nhân đó là tự kỷ nguyên nhân. Đó là chân ý nghĩa của đạo kỷ. Các quá trình hữu tương nguyên nhân có thể suy diễn ra thành cái công thức này. Ý tha, đồng tha, tự kỷ. Vận động là gom góp những thành phần chất và lượng lại thành một hữu tương có chủ thể, có tự ngã, có tự kỷ, rồi lại do cái tự kỷ đó. Vận động mà phối hợp với vận động của tự nhiên như hình vẽ. Ý tha tự kỷ đồng tha. Tự kỷ là luật tắc, bản chất, cơ năng, đồng thời là nhân quả, hình thức và điều kiện tất nhiên của vận động. Mỗi tự kỷ thành một bản vị, thành một bản vị đó. Mỗi bản vị đó ở trong kết hợp bằng các cơ năng. Vũ trụ và xã hội là một thể nội tại và kinh hằng vận động. Bằng sự kinh hằng và nội tại kết hợp, phối hợp bằng các bản vị ở đó sinh ra bản vị học thuyết. Y nhân loại bản vị. Nhân loại tự thành một bản vị tự kỷ en so trong cái quá trình tự nhiên, nghĩa là nhân loại tự thành một tự nhiên cô độc đặc tính. Nhân loại là trung tâm cho nhân loại tự tại Humanai Ensoi và ý tha vận động. Lập cước điểm của nhân loại là xã hội. Loài người phải đứng trên cái nền tảng của loài người mà giải quyết vấn đề loài người. Cái học trung tâm của vũ trụ là nhân loại khoa học. Đó là chân ý nghĩa của sinh mệnh loài người. Hai dân tộc bản vị. Nhân loại là bản vị kết hợp nên về hữu tương nguyên nhân và hữu tương vận động bởi dân tộc cơ năng. Dân tộc là một hợp thể sinh mệnh có thể kết cấu nên bằng hết thảy các nhân tố động chất về nhân chủng sinh hoạt, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự, hình thức và chế thức. Nhân loại không thể kết cấu bằng giai cấp. Giai cấp đó là những cơ năng, giai cấp gia đình, đoàn thể, chức nghiệp là những cơ năng của dân tộc. Muốn cho dân tộc được điều hòa thống nhất, thì phải do sự phân công hợp tác theo với nguyên lý của kết hợp và thích tính, đặc vị, tận phân hợp lý thì sự vận động mới chính thượng và kinh hằng, nghĩa là tiến hóa. Cho nên giai cấp xung đột, đó là những bệnh thái, khoáng trương giai cấp đấu tranh, đó là tội ác của Karmas muốn biến loài người thành một buồng thí nghiệm. Tha hồ mổ xẻ, đào hủy. Gia đình xung đột là bệnh thái của phong kiến. Đoàn thể xung đột là bệnh thái của nghị viên chính trị, Palem Enorisma, cũng như chức nghiệp là bệnh thái của tự do chủ nghĩa. Bao giờ cũng vẫn còn dân tộc trong thế giới. Có ba thứ siêu việt dân tộc là Marxisma, Cộng sản chủ nghĩa, Retien té giáo quyền Rome, Imperialisma, Đế quốc thiên hạ chủ nghĩa. Đó là những trào lưu phá hoại dân tộc. Nhưng muốn cho nhân loại yên vui trên cơ sở đại đồng, chỉ có quốc tế chủ nghĩa làm trên những nguyên tắc dân tộc và thái độ chủ quyền của quốc gia cho hợp lý. Ba trung tâm bản vị. Sự kết hợp thành một thể là do những cơ năng thành phần vĩnh viễn chịu đưa dắt đến một hướng tâm xu thế, đó phần hấp dẫn loi and gravity, tự nhiên sinh thành của quốc gia dân tộc nào cũng biết và làm bằng máu mủ, mồ hôi với nước mắt tự nhiên kiến thiết một trung tâm. Cho nên dân tộc là quốc gia tổ chức mà làm trung tâm. Thế giới hòa bình phải làm bằng một văn hóa cộng đồng trước người cái cộng đồng văn hóa đó, phải xây đắp bằng những luật tắc tự nhiên nó kết hợp do văn hóa cộng đồng. Rồi mới có thể tổ chức được một tổ chức cộng đồng. Mỗi tự thể trung tâm tự nó lại vận động theo cái dẫn dắt của hướng thượng xu thế, đó là nguyên thủy của tiến hóa. Bất quá sự xu hướng đó có được chắc chắn hay không, phải xem cái trung tâm tự thể có được kiện toàn hay không. Đó là điều kiện của tiến hóa, cho những cơ bản nguyên lý của lý tắc căn bản nghĩa triết học là một xã hội với tự nhiên đối lập thống nhất. Cái nhầm lẫn cội gốc của Marx là sự áp dụng thẳng tuột luật tự nhiên vào loài người. Marx chỉ trông thấy cái đối lập thống nhất trong loài người với loài người, mà không trông thấy cái đối lập thống nhất của loài người với tự nhiên. Tự nhiên gồm có những luật tắc cạnh tranh và đào thải, giữa loài người chính thể với tự nhiên cũng chịu thứ luật tắc đó. Ở trong loài người các dân tộc bản vị cũng chịu theo những luật tắc đó, nhưng bởi giữa loài người một khối với tự nhiên có cái xung khắc chế quá tác dụng đó, cho nên loài người với tự loài người, sở dĩ có thể thành một kết hợp thể sinh tồn được là vì tự người phải duy trì cái trung tâm sinh mệnh của mình gọi là điều hòa hỗ trợ và hiệp tiến. Đó là chân ý nghĩa của loài người. Hai cá thể với toàn thể đối lập thống nhất. Cái mâu thuẫn tác dụng toàn trình quán triệt đồng thời lại hữu tương thẩm thấu. Nó tức là xung khắc chế hóa và tân trần đại tạ. Nó đi từ chính phản hợp rồi lại tuần hoàn lại các vòng ốc. Cá thể với toàn thể hữu tương nguyên nhân cho nhau là hữu tương đối lập thống nhất, cho nên xã hội quy hạn cá nhân đồng thời cá tính có thể đồng hóa cộng tính. Dân tộc bản vị với nhân loại bản vị cũng ví như vậy, cái tính chung đó bao giờ cũng còn. Đó là chân ý nghĩa của dân tộc. Ba thời gian với tiến hóa đối lập thống nhất. Mỗi thời gian trong vận động quá trình nhất định phải bình hành một kết hợp, do sở dĩ gọi là hiện đại. Trong cái kết hợp đó, nhất định phải do sự vận động lịch sử dùng các chất lượng thành phần thời gian trước, mà kết hợp lại, cho nên hiện đại có thể có của quá khứ và tương lai. Tiến hóa không khác gì luồng nước sông đem đứt thịt đi bồi. Hiện đại với tiến hóa là đối lập thống nhất,
Quá khứ với hiện đại là đối lập thống nhất trải qua những tác dụng chất lượng hổ biến, mà hình thành sự phủ định những phủ định. Cho bảo thủ với tiến hóa là đối lập thống nhất, mà cách mạng y cứ trên cái nguyên tắc đó mà kiến thiết. Đó là chân ý nghĩa của cách mạng. Y cứ trên những tầng triết học này mới có thể dùng biện chứng, logique reality que cho chính xác với loài người được. Phải có một thứ xã hội biện chứng pháp khác với duy tâm biện chứng pháp của Hegel và duy vật biện chứng pháp của Marx và Engels. Ba thứ căn bản khác nhau ở những cơ sở nguyên lý trên vậy. Xã hội biện chứng pháp thông qua các nguyên lý nền tảng trên, rồi mới đi vào bản thân của biện chứng pháp. Nghĩa là đi vào những luật tắc, phương pháp và kỹ thuật. A. Căn bản mệnh đề. 9. Thè xe. Phản anti thè xe. Hợp sinh thè xe. B. Cơ bản nhận thức. 1. Lấy đối lập thống nhất nhận xét. 2. Lấy lưu biến phát triển nhận xét. 3. Lấy toàn bộ quan liên nhận xét. 4. Lấy cụ thể hoàn cảnh nhận xét. C. Cơ bản luật tắc. 1. Đối lập thống nhất luận. 2. Chất lượng hổ biến luận. 3. Phủ định luật. D. Cơ bản phạm trù. 1. Hiện tượng và biến chất. 2. Hình thức và nội dung. 3. Căn cứ và điều kiện. 4. Khả năng và tất năng. 5. Ngẫu nhiên và tất nhiên. 6. Nhân quả và luật tắc. D. Cơ bản phương pháp. 1. Quan sát diễn dịch pháp. 2. Thống kê quy nạp pháp. 3. Suy diễn, loại tỷ pháp. Xã hội biện chứng pháp nhất quán đi đến sự cải tạo xã hội trên những nền tảng làm sống và làm tiếng xã hội trong những phạm trù tất nhiên của loài người. Một nhân loại bản vị, nhân đạo nhân sinh, nhân kỷ. Xã hội là nền tảng và trung tâm duy trì xã hội cho nhân đạo. Nhân đạo cần cho những nguyên tắc vận động, kết hợp, bản vị cơ năng đều thâm thiết thực hiện. Nhân đạo gồm nhân quyền, nhân đức, nhân luân và nhân ngạch, phân công hợp tác. Nhân đạo mục đích là để thực hiện nhân sinh, nhu yếu và phiền thức, gồm từ cấp dự tiến trên ý, thức, trứ, hành, đức, lạc, tắc. Kết hợp nhân đạo và nhân sinh thành bình diện, sự hướng thượng của văn hóa nghĩa là sự hướng thượng của nhân cách. Sự phát hiện người và thực hiện người đó là tuyệt đối cứu cánh công năng và ý nghĩa của xã hội đồng thời là lập thể. A. Toàn dân sinh chính trị. Tam phân chế, phân công phân lợi phân mệnh. B. Toàn dân quốc dân giáo dưỡng. Tận kỳ sở năng tọa kỳ sở như chính kỳ sở mệnh. C. Thực hiện chính trị. Cá nhân, tinh thần thống nhất. Xã hội hòa hài. Dân tộc sinh hoạt bình đẳng, mãn túc và an thích. Hai dân tộc bản vị, dân tộc dân đạo dân sinh dân văn dân trị dân dực. Thực hiện tam nhân phải thông qua lục dân, phục hưng dân tộc, phát dương dân đạo, quảng đại dân sinh, sáng hóa dân văn, chỉnh sức dân trị, trọn vẹn dân vực. Ba trung tâm bản vị, quốc gia. A. Lực lượng gốc. Quốc gia nguyên tầng cộng đồng thể dẫn dắt và sung thực, bởi quốc dân đoàn chủ đạo thể, và đảng hạch trung tâm đến chủ tập quỹ quyền thi hành, qua chế độ công dân phân ngạch nghĩa là hành động cộng đồng thể đưa dắt, bởi trí năng chủ đạo thể và tri chí bởi đảng, đó là chủ nghĩa hạch tâm thể. B. Tinh thần gốc. Lập quốc đề luận của dân tộc, gồm tính, tình, chí truyền thống, tự lực sung thực bởi lập quốc căn bản nghĩa, đó là tinh thần cộng đồng tri chí bởi trí năng chỉ đạo thể và hạch tâm thể. Kinh dương với quốc miếu đó là tinh thần hạch tâm thể. C. Hành động gốc. Cơ năng hiến pháp từ quốc dân hoạt động nối liền với hành chính hoạt động thành xã hội hòa hài, đó là hành động cộng đồng thể tri chí bởi quốc dân đại hội, đó là chủ đạo thể đưa dắt bởi quốc dân khu mật viện, đó là hạch tâm thể. Toàn dân giáo dưỡng và sinh hoạt giáo dục kiến lập nên cộng đồng thể và hành động đưa dắt bởi tiềm tài tu dưỡng và trung tâm tu dưỡng, lịch sử sinh hoạt và nghệ thuật tu dưỡng, đó là hạch tâm thể. Đề sinh mệnh gốc. Lục dân đó là sinh mệnh cộng đồng thể thực hành châu, vào tam nhân đó là chủ đạo thể, chuyên vào thực hiện triết học đó là hạch tâm thể. Đề cách mạng gốc. Cứu quốc tồn chủng, độc lập thống nhất, thắng nghĩa kinh dương đó là cách mạng cộng đồng thể mà sinh, tồn, tục, tiến, hóa, đó là bộ sậu cách mạng chủ đạo thể, lại thực hiện đó là hạch tâm thể của cách mạng. Căn cứ vào thể hệ đó, sự điều độ và tổ chức lại học thống, tức là cải tạo lại thể hệ trí thức, đưa trí thức vào vị trí và quan hệ thích đáng, đồng thời tức là đưa sinh mệnh vào một hệ thống quy, hệ thống mới. 1. Vũ trụ dần chia ra ba học hệ. A. Đạo học chia ra hình nhi thượng học. B. Quy học chia ra ba chi. Lý quy, lý tắc học, khí cụ danh. Số quy, số lý học thông người. Văn quy, văn học, với vũ trụ. C. Nhân sinh xã hội nghệ thuật khoa học chia ra làm ba chi. Nhân sinh khoa học tự nhiên, xã hội khoa học, nghệ thuật khoa học, hai một phẩm học, giáo dưỡng học. Người Việt ta có cái bản sắc học truyền rất khả quan. Lãng ông nói, đọc sách tìm nghĩa không khó, biện lý mới khó, hiểu ngoại lý mới khó nữa. Thực hành được tinh thần ấy, há chẳng phát huy được lịch sử dân tộc ư? Học thông ý nghĩa toàn loài người nhưng dân tộc yêu cầu kiến lập những dân tộc khoa học, đó là học tông mới. Nhận xét lại cội gốc của văn hóa mới trên một cơ sở mới, rồi kiến lập một trung tâm bản vị cho tinh thần đó là chính danh chế độ, tức là văn ngữ của dân tộc. Đây là tiếng nói của thế hệ nối tiếp. Mục tiêu của thế hệ nối tiếp là nuôi dưỡng hạt giống Lạc Việt.
trong trái tim của tất cả con dân Việt Nam trong lẫn và ngoài nước. Bằng tâm linh, trí huệ và sức lực của từng cá nhân, điều kiện duy nhất của thế hệ nối tiếp là tất cả sinh hoạt phải đứng dưới cờ vàng ba sọc đỏ, bảo vệ đất nước, phục vụ dân tộc và nâng cao tình người. Tất cả hành động phản dân hại nước thế hệ nối tiếp tuyệt đối khai trừ. Thế hệ nối tiếp không theo một thế lực ngoại lai nào, và cũng không theo một đảng phái hoặc tổ chức nào, và hoàn toàn không sùng bái một lãnh tụ nào cả. Nhưng khi cần thiết sinh hoạt cho mục tiêu chung, thế hệ nối tiếp sẵn sàng hoạt động với các bạn, cùng chính kiến. Thế hệ nối tiếp không nhất thiết do ai lãnh đạo hoặc đứng ra tổ chức, vì tin tưởng rằng chính trong trái tim người Việt đã có sẵn hạt giống anh hùng liệt nữ Lạc Việt trong huyết quản. Cho nên thế hệ nối tiếp thiết tha kêu gọi tất cả con dân Việt Nam hãy tự lãnh trách nhiệm và tự lãnh đạo bản thân mình. Hãy noi gương theo các vị anh hùng liệt nữ, tiền nhân trong lịch sử Việt Nam và nối tiếp công việc bằng cách chuẩn bị hành trang kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và kỹ thuật để cùng với nhân loại trên thế giới bước vào thiên niên kỷ mới. Ta là người, người Việt Nam anh dũng, đã bao năm xua xăm lăng bạc. Ta là người, người Việt Nam yêu nước, 4000 năm cùng xây đắp quê hương. Ta là người, người Việt Nam kiêu hãnh, đã hy sinh bao xương trắng màu hồng. Trong ngoài xâm cùng giữ dư non sâu. Việt Nam muôn năm, Việt Nam ngoại hù, Việt Nam quật cường không thể mất quê hương. Việt Nam muôn năm, Việt Nam anh dũng, Việt Nam kiêu hùng thề diệt lũ xâm lăng. Ta là người, người Việt Nam anh dũng, diệt công nô ta đặt tan một cùng. Ta là người, người Việt Nam yêu nước, phá sinh công diệt một lũ vô luân. Ta là người, người Việt Nam kiêu hãnh, dấu ly hương ta luôn mong ngày về. Ta là người, người Việt Nam cương quyết, quyết dương cao cờ giải phóng quê hương.